VinFast chơi lớn ở Ấn Độ, sau nhà máy xe điện hơn 4.800 tỷ đồng là nơi sản xuất pin lớn. VinFast có kế hoạch xây dựng nhà máy pin xe điện ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ trong năm nay. Đây cũng là nơi đặt nhà máy của hãng xe Trung Quốc BYD. Theo Reuters và Bloomberg, nhà máy pin xe điện của VinFast sẽ được đặt ở thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Nguồn tin không tiết lộ số tiền đầu tiên cũng như khi nào nhà máy bắt đầu vận hành. Việc xây dựng nhà máy này sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch mở địa điểm lắp ráp xe điện với linh kiện từ Việt Nam của hãng. Người phát ngôn của VinFast từ chối bình luận về thông tin này, cho biết công ty sẽ tiết lộ chi tiết vào thời điểm thích hợp. Năm ngoái, VinFast cho biết có kế hoạch xây dựng nhà máy xe điện ở Ấn Độ với mức đầu tư từ 150 triệu đến 200 triệu USD, quy đổi khoảng hơn 4.800 tỷ đồng. Trong giai đoạn đầu, công suất ban đầu khoảng 50.000 xe trên năm, dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2026. Ngoài Ấn Độ, VinFast đang xây dựng cụm nhà máy trị giá 2 tỷ USD ở North Carolina, có kế hoạch xây dựng nhà máy ở Indonesia. Hãng sẽ tham dự triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2024 với hàng loạt mẫu xe đáng chú ý. Trong đó có ô tô điện Mini VF3 là một mẫu xe mới rất có thể là bán tải điện. Ấn Độ được xem là thị trường đầy tiềm năng cho xe điện khi được xem là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới. Nhà phân tích Elizabeth Connolly của Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, trong năm vừa qua, các điểm sạc xe điện ở Ấn Độ đã tăng gấp 10 lần. Ngoài thị trường lớn với 1,4 tỷ dân, các hãng đến Ấn Độ còn được hưởng gói ưu đãi trị giá 1,3 tỷ USD của chính phủ nước này nhằm thúc đẩy doanh số bán xe điện. Thủ phủ China của bang Tamil Nadu được mệnh danh là Detroit của châu Á. Bang này cũng là nơi tập trung một số công ty xe điện lớn bao gồm nhà sản xuất xe hai bánh Ấn Độ Ola Electric, Ather và BYD của Trung Quốc. Banesh Chitramaitra, chuyên gia của công ty tư vấn quốc tế thành lập từ 1886, Ather D. Little, nhận xét Ấn Độ sẽ là thị trường dài hạn với bất cứ nhà sản xuất xe điện nào. Từ genka.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Dịch vụ thu âm phát loa, thu âm quảng cáo chất lượng cao, thu âm quảng cáo khuyến mãi, xả kho, ưu đãi dịp Tết cho siêu thị, cửa hàng, shop, hỗ trợ. Thu âm quảng cáo chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, đội ngũ MC kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, khuyến mãi biên soạn nội dung. Liên tục tuyển cộng tác viên bán dịch vụ với hoa hồng hấp dẫn. Liên hệ ngay Zalo 0964 002 593 để được tư vấn.